dọn bóng vào, đánh đâu, không vào, vẫn còn. Rất đáng tiếc. Rất nguy hiểm. Đó là cơ hội nguy hiểm đầu tiên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nỗ lực căng ngang và đã biến pha bóng trở thành lập bập. Ngay lập tức là một tình huống tung người dứt điểm rất nhanh của Bùi Ngọc Long. Văn Trạng phá qua người hay, tiếp tục là đường chuyền tốt, dọn bóng vào, đánh đâu, không vào, vẫn còn. Rất đáng tiếc. Tấn công không nhiều, cầm bóng không nhiều, nhưng câu lạc bộ Quảng Nam có những pha tấn công rất sắc nét. Văn Trạng là người khởi phát pha bóng vừa rồi với tình huống qua người đắt léo bên cánh, và sau đó là quả tạt vừa vặn để Chera Simene có một tình huống đánh đầu, nhưng bóng lại đi trúng vào xà ngang. Duarte. Đã có lời qua tiếng lại. Ngoại binh Duarte đến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá lâu và đã có một quãng thời gian chuẩn bị mùa giải cùng với những đồng đội. Thế nhưng ở giai đoạn đầu thì anh lại rất ít khi được sử dụng, mà người được ưu tiên sử dụng là Ariano Smith.